Cùng bạn đọc sách xin chào tất cả quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong đời sống hàng ngày thì mỗi chúng ta đây, hầu như tất cả mọi người đều ít ai muốn bị hỏi đến vấn đề về tài chính. Và trong mối quan hệ gia đình vợ chồng thì vấn đề này cũng là một vấn đề nhạy cảm. Người ta vẫn thường nói rằng vấn đề tài chính cũng là một trong những vấn đề mà ảnh hưởng đến đời sống hạnh phúc vợ chồng nhất. Thế nhưng với cuốn sách này, Nói chuyện tiền bạc với bạn đời, sẽ đem đến cho chúng ta những bài học và những kỹ năng, những kinh nghiệm sống để chúng ta có thể hòa hợp vợ chồng trong đời sống về vấn đề tài chính. Và tài chính công khai minh bạch cũng là một dấu chỉ để xác định rằng mối quan hệ của chúng ta hạnh phúc và tồn tại kéo dài lâu hay không. Và những thông tin, những bài học, những kinh nghiệm sống được chia sẻ trong cuốn sách này sẽ giúp cho cả hai giới, phái nữ và phái nam sẽ có một cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề công khai tài chính trong đời sống vợ chồng, để từ đó chúng ta hiểu nhau hơn và có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Xin được giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, để hạnh phúc trong một mối quan hệ, hòa hợp về tiền bạc cũng quan trọng như hòa hợp về cảm xúc và cơ thể. Với sự sẵn lòng trao đổi thông tin thành thật và chút ít nhân nhượng, vợ chồng sẽ không còn phải lo lắng và căng thẳng về vấn đề tài chính. Nói chuyện tiền bạc với bạn đời là một cuốn sách của hai tác giả Manisha Thakur và Sharon Kedar. Sách do dịch giả Thế Anh chuyển ngữ sang tiếng Việt, do nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành năm 2022. Sách dày 165 trang trên khổ giấy 14 x 21cm. Cuốn sách này sẽ mang lại hạnh phúc cho đời sống vợ chồng. Có lẽ rằng bạn sẽ hỏi, làm sao một cuốn sách viết về vấn đề tiền bạc lại làm được điều ấy? Trước hết, cuốn sách này sẽ giúp cho vợ chồng thống nhất với nhau về vấn đề tài chính. Điều này có nghĩa là mối quan hệ của bạn ít có nguy cơ tan vỡ do sự căng thẳng về tiền bạc. Thứ hai, nhờ học được cách nói mang tính xây dựng về tiền bạc, mối quan hệ của bạn sẽ được củng cố đáng kể. Chúng ta sẽ thấy rằng sự cởi mở ở đề tài cấm kỵ này là một trong những cách đầu tư hiệu quả nhất bạn có thể thực hiện cho mối quan hệ của mình. Sách không chỉ giúp bạn quyết định xem ai sẽ là người gánh vác trách nhiệm về tài chính, mà còn giúp khả năng đạt được sự nhất trí về tiền bạc trong gia đình. Khi nói minh bạch tài chính, chúng tôi muốn nói đến việc bàn bạc vấn đề tiền nong với bạn đời và cùng nhau đưa ra những quyết định sáng suốt để giải quyết các vấn đề về tài chính cá nhân. Cuốn sách này sẽ hướng dẫn và cung cấp các công cụ cần thiết giúp bạn thành công trong việc thảo luận về tiền bạc cho các cặp đôi. Chúng tôi biết rằng đa số mọi người sẽ không muốn đụng chạm đến các vấn đề tài chính riêng tư. Thế nhưng đây là tin vui, tiền bạc chỉ là chất xúc tác đơn thuần. Món quà thực sự của cuốn sách này chính là giúp bạn có được một cuộc sống hạnh phúc. Cuốn sách gồm có 3 phần. Phần 1, làm chủ tiền bạc, làm chủ cuộc sống, với 3 chương. Chương 1, làm rõ vấn đề tài chính trong gia đình. Chương 2, khám phá niềm tin về tài chính. Chương 3, thực hiện cùng với bạn đời. Sang phần 2, thảo luận tiền bạc với người yêu. Ở phần này, chúng ta sẽ gồm có 3 chương. Chương 4, thế nào là hòa hợp về tài chính. Chương 5, 5 mục tiêu hiệu quả hướng đến thành công tài chính. Và chương 6, bất kể hoàn cảnh, bạn luôn phải nuôi gia đình. Đến với phần 3 có tên gọi đã đến lúc phải khôn khéo. Ở phần 3 này gồm có 4 chương. Chương 7, tiết kiệm sáng suốt cho các mục tiêu tài chính. Chương 8, đầu tư khôn ngoan. Chương 9, duy trì kế hoạch tài chính. Và phụ lục, những câu hỏi phổ biến. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, đi qua 9 chương trong 3 phần của cuốn sách, chúng ta sẽ nhận ra rằng mục tiêu của cuốn sách này gồm hướng dẫn bạn cách xác định các giấc mơ về tài chính, cho bạn sự tự tin để nói về những quyết định tài chính quan trọng mà các cặp vợ chồng đều đối mặt, và cung cấp cho vợ chồng những công cụ cần thiết để tạo ra kế hoạch tài chính chung và đạt được cuộc sống tài chính như mơ ước. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, phụ nữ không phải là đối tượng duy nhất được hưởng lợi từ cuốn sách này đâu, mà là cả hai. Nó sẽ giúp cả hai giới giảm đáng kể những trận cãi vã liên quan đến tiền bạc. Đối với các cặp vợ chồng, tiền bạc đã trở thành vấn đề không thể lảng tránh trong phòng ngủ, một đề tài thường được nhắc đến mỗi ngày nhưng chỉ được thảo luận qua loa chứ không đi vào phân tích thấu đáo theo cách thực sự thân mật và tôn trọng lẫn nhau. Cuốn sách này sẽ giúp cho bạn loại bỏ nguyên nhân gây ra căng thẳng trong cuộc sống và trong mối quan hệ. Vậy nên, các bạn hãy mở từng trang sách ra và cùng tham gia với chúng tôi vào hành trình tìm hiểu và chủ động về tài chính.
Chúc các bạn thành công và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.